Em xin chào các bác nhé. Tiếp tục em có cái nồi cơm này. Con này thì hàng nói chung là tuyệt vời luôn. Nhìn hình thức thì không thể chê đâu được các bác nhé. Đấy, xoong xiếc rất là dày, nhìn còn rất là đẹp nhá. Đấy, hàng bãi nhưng mà về phần nó là quá tuyệt vời luôn. Đấy, con này thì em đang bán giá hiện tại của nó là hơn 2 triệu các bác nhé, hơn 2 triệu cho con nồi Mitsubishi này. Đấy, Mitsubishi hàng rất là nổi tiếng đến từ Nhật. Nó thiết kế kiểu trong vân gỗ bóng rất đẹp luôn này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đây, các bác nhìn kỹ sẽ thấy những cái vân gỗ bên trong rất là đẹp nhá. Đó, các phím điều chỉnh này rất nhạy luôn, rất mượt. Đấy, con này thì hôm nay em xả nhá, xả giá rẻ luôn. Lý do xả đây. Đấy, thì đằng sau nó hơi bị một xíu cái này. Tức là về mặt hình thức thì mình nhìn thì nó chưa được đã cho lắm thôi, chứ còn nó chả ảnh hưởng cái gì các bác nhá. Không hề ảnh hưởng đến kết cấu hay là chất lượng nồi cơm gì cả các bác nhá. Đấy, chỉ là về mặt hình thức thôi. Đây này. Đấy. Đây. Đó, thực ra nếu bác nào khéo tay thì về mình có thể kiếm gì mình che vào cho em được. Đấy, mình chế gắn vào đấy được, không chả cần, mà không cần các bạn, không cần thiết cái này nhá, không cần thiết. Bởi vì nó phía sau. Đây, đây là phía sau của máy này. À, đây là hàng nội địa của Nhật các bác nhá, và hàng này là hàng dùng cho người Nhật. Các bác để ý cho em này. À, những cái gì mà nhà em đã bán cho các bác ở đây là tất cả đều phải cắm đúng điện 100V nhá. Bởi vì hàng nhà em bán đây là hàng chuẩn nội địa cho người Nhật, hàng dùng cho người dân bản xứ. Đấy, và các bác biết rồi, cái tiêu chuẩn dành cho người Nhật nó rất là cao, cực kỳ khắt khe các bác nhá. Đấy, các cái tiêu chuẩn ví dụ như hàng nồi cơm này, hàng nói chung là hàng điện tử mà để dành cho người Nhật người ta dùng ấy, thì cái tiêu chuẩn của nó cực kỳ khắt khe. Nó không giống như hàng của Nhật sản xuất tại Nhật nhưng lại xuất khẩu sang Việt Nam, nó lại khác nhá. Hay là xuất khẩu sang Trung Quốc nó khác, xuất khẩu sang châu Âu nó khác, tiêu chuẩn nó khác nhau. Đấy, ví dụ xuất khẩu sang châu thì tiêu chuẩn nó sẽ vẫn không thể bằng Nhật được. Đấy, chỉ có duy nhất có một đất nước mà tiêu chuẩn khắt khe ngang cơ với Nhật, nó là gì? Đó là Mỹ. Nhưng mà hàng đấy thì nó lại hàng xuất điện là 220V các bác nhá. Các bác lưu ý cho em, hàng Nhật sản xuất tại Nhật nhưng xuất sang Mỹ thì là điện 220, điện 120V. Còn xuất sang châu Âu thì nó cũng có 120 và 110. Đấy, nhưng mà để mà tiêu chuẩn cao nhất thế giới thì chỉ có ông Nhật. Các bác nhá, tiêu chuẩn cao nhất về đồ điện tử thì là ông Nhật. Đấy. Ngoài ra thì có thêm tiêu chuẩn của ông Mỹ, là nó nhiều tiêu chuẩn lắm để mà đưa được một cái nồi này mà nhập sang bên Nhật, hay là bán trên thị trường Nhật hay là bán trên thị trường Mỹ, thì cái tiêu chuẩn nó cực kỳ khắt khe. Nó không giống như tiêu chuẩn của châu Âu, hay là tiêu chuẩn của châu Âu thì cũng là một tiêu chuẩn nó cũng khắt khe, nhưng mà nói chung là không bằng Mỹ với Nhật được. Đấy, nếu mà nói về đồ điện tử. Còn với các nước khác ví dụ như Đông Nam Á thì em thật các bác nói hơi bậy tí chứ dỉ mũi của Nhật. Bởi vì là cái tiêu chuẩn của châu Á mình nó quá là đơn giản so với Nhật. Đấy. Tức là nó không đạt đến mức độ cầu kỳ và chi tiết như Nhật. Người Nhật người ta làm chi tiết lắm, kể cái nhựa này các bác nhá. Cái chỉ tiêu cái chỉ số mà không đạt chuẩn nhá, còn lâu mới được bán trên thị trường. Đó, người Nhật người ta làm cái gì nó cũng chuẩn chỉ lắm quá, nhất là con người, người ta bảo vệ con người người ta rất là tốt. Đấy, thế là mình dùng những cái nồi cơm của Nhật này nó rất là yên tâm. Đấy, rồi đấy thì con này em đang xả cho các bác còn có 1.480.000 nhá, 1.480.000. Lý do xả đây, nó bị tuột mất một miếng nhựa ở đây. Đấy, thế thôi, chứ còn chả ảnh hưởng gì. Còn cái này thì các bác nhìn này, đấy, rất là ngon. Đấy, các bác rút một lần thì nó sẽ khóa này, được chưa? Đây, rút một lần nó khóa nhá, rút lần thứ hai thì nó sẽ vào, được chưa? Đây, các bác nhìn cái dây này. Đây, các bác nhìn cái dây này, còn rất mới luôn này. Đấy, dây còn rất mới luôn nhá. Rất mới luôn. Ok các bác nhá. Rồi, đây là phía trong này. Cái này thì nó rất là hay nhá. Nó không giống như các nồi cơm thông thường hiện nay, đó là không thể vệ sinh được cái lắp này. Nhưng con này các bác chỉ cần này, một thao tác này. Gạt lên. Đó, gạt lên nó sẽ mở cái này ra. Đấy, và mình bỏ cái này ra mình vệ sinh được sạch sẽ. Tiếp tục mở tiếp này. Đó, mình bỏ ra mình vệ sinh rất là sạch sẽ khi mình ví dụ là có cắm cơm hay làm gì đó. Đấy, đây lại nó ok chưa ạ, rất là ngọn, thiết kế thông minh lắm. Và các cái lắp này các bác nhé, rất là dày, cực kỳ dày và nặng. Đấy, giòn riết là em thấy là còn rất là ngon nhé, giòn này không hề rách rước nhá, còn rất là ngon luôn. Đấy, cái lâu này có khi em thấy là cũng ít dùng ấy. Về tiêu chuẩn xoong của họ thì cực kỳ dày luôn các bác nhé, không khác gì một cái nồi bằng gang mà các bác nấu cơm nhà. Nó dày dã man luôn, quả xoong cực kỳ uy tín chất lượng, rất là dày. Đấy, đây nó rất là dày nhá. Đây, bên trong là thành xoong các bác này. Đấy, mâm nhiệt này, đấy, rất là xịn luôn, cực kỳ xịn, còn rất mới. Đấy, bây giờ em sẽ cắm điện và thử một tí cho các bác nhá.
Con lồi này thì là lồi 1 lít nhá, dành cho tầm khoảng 4 người ăn là ok. Đấy, ví dụ như là người ở Hà Nội mình thì cứ tầm khoảng 4 người ăn là ok các bác nhá. Đấy, còn ở quê vị bác nào ăn khỏe thì cũng tầm thoải mái, nói chung là tầm 3 người, 4 người ăn em nghĩ là vừa, kể cả ở quê với mức ăn này hiện tại. Và bây giờ thì cũng có ăn mấy đâu các bác, cơm nước thì mình gọi mỗi người bát hai bát thì cũng có ăn nhiều lắm đâu. Đấy, đây, màn hình thì hiển thị rất là đẹp luôn. Đấy, nếu mà nấu đơn giản thì có chỉ cần cho nước vào, cho gạo vào, mình nhấn một phát ở đây cho em là đơn giản vậy thôi. Đấy, còn ngoài ra thì nó thêm có các chức năng này. Đấy, rất là nhiều chức năng ở đây thì các bác là nếu mà chưa biết sử dụng thì mình cũng có thể là trên Google nhá, vào Google dịch thì nó sẽ có hết các chức năng dịch ở đây. Đơn giản vậy thôi. Nói chung là các bác bỏ qua cho em cái suy nghĩ là gì? À, tiếng Nhật thế này thì dùng làm kiểu gì? Bây giờ cái đấy nó là xưa rồi. Các bác chỉ cần cầm điện thoại lên, quét cho em phát đây, hiển thị hết tất cả lên tiếng Việt luôn. Rất dễ dùng nhá. Đấy, cực kỳ dễ dùng luôn. Đấy, chỉ cần thao tác một lần hai lần là xong. Đơn giản lắm, là có cơm ngon ăn ngay. Đấy, màn hình thì còn rất đẹp mọi thứ này, rất chuẩn chỉ luôn. Giá 1.480.000, bác nào chốt con nồi này thì alo cho em nhá. Đấy. Vâng, em xin chào và kết thúc video tới đây nhá. Đây là gọi là nồi cắp lách các bác nhá. Mình sẽ cắp vào lách. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì không phải bê đi chơi cả đúng không ạ? Gọi là nói như vậy thôi nhưng mà mình để ở một chỗ mà. Đó. Rồi, xin chào các bác. Nhớ xài điện 100V giúp em nhá. Nhớ xài điện 100V.